cái giá trị sống của mình. Một số người đến hỏi tôi á là anh ơi, em không biết em có giá trị gì luôn á. Thực sự như vậy. Em không biết em có giá trị gì luôn, thì câu trả lời đó thì báo anh chị biết đó là cái người đang ở dạng gọi là gì ạ? Cái người mất phương hướng. Cái người này không có gì ạ, không có cái mục tiêu của mình. Đó, không có cái mục tiêu. Và báo cho các bạn biết đó là cái người này cảm giác thì mất phương hướng và mất đi hoàn toàn cái kim chỉ nam của đời của mình, tức là mà họ mất phương hướng hoàn toàn. Thế thì làm thế nào để xác định được cái mục tiêu phù hợp với cái giá trị sống của mình? Thì ngày hôm nay đây, tôi sẽ giúp cho các bạn làm điều này, đó là xác lập cái mục tiêu đích thực phù hợp với giá trị sống. Nếu như bạn thiết lập một mục tiêu mà không hợp với giá trị sống thì bạn sẽ dễ bỏ cuộc hoặc là bạn sẽ không đạt được cái thành quả cao trong cuộc sống này. Thế thì làm thế nào để xác định được cái mục tiêu phù hợp được cái giá trị sống của mình? Và giá trị sống tôi đã giúp các anh chị xác định rồi, là cái điều gì đó trong cuộc sống xảy ra mà làm cho bạn có cảm xúc mạnh liệt nhất, và bạn sẽ gì, đó chính nó hình thành là cái giá trị sống của bạn. Ví dụ giá trị sống của bạn là thương người, có lòng trắc ẩn hoặc là cứu mang chẳng hạn, thì nó là những cái giá trị sống của bạn. Hoặc là cái giá trị sống của bạn đeo đuổi đó là giúp đỡ người khác, đó là giá trị sống của bạn. Và hoặc là giá trị sống của bạn đó là theo đuổi về hiện kim, về kim tiền chẳng hạn, thì cái gì mà càng vật chất thì bạn bị hút, đó cái giá trị sống của bạn. Nhưng mà có nhiều người thì ngược lại, đó là những cái vật chất đó không phải là điều họ của họ mong muốn, mà họ là liên quan đến hậu vật chất. Hậu vật chất tức là những giá trị về tinh thần, những giá trị về tình cảm, những giá trị về gia đình. Thì có rất nhiều cái loại người trong cuộc sống này đó. Thế thì mục tiêu nào thì là phù hợp với cuộc sống chúng ta, với cái giá trị sống của mình? Thì để xác định được mục tiêu thì làm ơn anh chị làm ơn trả lời cho tôi bốn câu hỏi này và viết xuống. Bởi vì toàn bộ cái chuỗi series live stream của tôi là nói về thiết lập mục tiêu sao cho phù hợp, và làm thế nào để đạt mục tiêu, và làm thế nào để dựa đến mục tiêu đó, dùng công cụ nào để đạt tự do tài chính. Tự do tài chính ở đây có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là không phải có quá nhiều tiền, nhưng ít nhất là có đủ tiền để trang trải cuộc sống và giúp đỡ gia đình, và có thể sống trên mức cơ bản. Và chúng ta tự do là bắt buộc không phải làm việc, nhưng mà chúng ta vẫn có tiền sống. Thì đó gọi là financial freedom, tức là tự do tài chính. Thế thì chúng ta phải trả lời những câu hỏi sau đây. Một, đó là ba mục tiêu quan trọng nhất của công việc hiện nay của bạn là gì? Chúng ta phải ghi xuống ba mục tiêu. Cái nữa là cái ba mục tiêu tài chính của bạn hiện tại là gì? Ví dụ tôi tập trung nhiều hơn về mục tiêu tài chính nha. Ba mục tiêu tài chính của mình hiện tại: một, làm thế nào để nâng mức thu nhập lên 50 triệu một tháng, đó là mục tiêu đầu tiên. Hai, làm thế nào để duy trì điều này 50 triệu trong vòng liên tục trong 6 tháng đến 9 tháng. Và mục tiêu thứ ba, làm thế nào để tôi có đến tận là 3 đến 5 nguồn thu nhập. Thì đó là ba mục tiêu mà ví dụ tôi lập thì tôi lập như vậy. Anh chị nghe lại nha. Ba mục tiêu tài chính quan trọng mà tôi lấy ví dụ trường hợp của tôi này, ví dụ này, làm ba mục tiêu ví dụ như làm thế nào, tức là mục tiêu là làm thế nào để có ví dụ 100 triệu trong vòng 1 tháng. Đó, 100 triệu. Rồi, làm thế nào để duy trì việc này trong vòng thời gian 1 năm đến 3 năm liên tục, mỗi tháng nào có 100 triệu, ví dụ vậy. Và cái thứ ba là gì? Là gì ạ? Lúc nãy tôi nói cái thứ ba là gì ạ? Làm thế nào để có 3 đến 5 nguồn thu nhập thêm ngoài cái nguồn thu nhập chính và phụ hiện nay, thì có thêm 3 đến 5 nguồn khác. Thì đó là ba mục tiêu tài chính. Đó, tôi lấy ví dụ như vậy để cho bạn dễ hiểu. Rồi, đến mục tiêu nữa là mục tiêu về gia đình. Thì ba mục tiêu quan trọng với gia đình của bạn hiện nay là gì? Ví dụ, gia đình phải đi du lịch, gia đình phải hạnh phúc, hoặc là gia đình của bạn phải không có cãi nhau vì tiền. Đó. Thật là đau đớn khi mà gia đình của bạn mà suốt ngày cãi nhau vì tiền, thì sức mẻ tình cảm trên tiền bạc là một cái thứ sức mẻ nó rất là nó báo anh chị biết đó là sơ đẳng nhất. Mà tôi lại thấy đó là điều xảy ra trong cuộc sống chúng ta, là mọi gia đình đều cãi với nhau hay là gặp vấn đề, đa số đều đến từ việc đó là tài chính bất an, đúng không? Các anh chị đồng ý với tôi không ạ? Nếu anh chị đồng ý có thể comment cho tôi biết, là anh chị comment số 2 ấy, thì anh chị đồng ý với tôi là tất cả mọi thứ xảy ra về gia đình của bạn hiện nay là do vấn đề tài chính là nhiều nhất. Thì nếu anh chị đồng ý điều đó thì sao ạ? Chúng ta comment số 2. À, comment số 2. Và cái câu hỏi số 4 đó là ba mục tiêu quan trọng nhất về sức khỏe là gì? À, hãy nhớ điều này. Trong chương trình của tôi Master Thông, mà tôi chia sẻ với các bạn về xây dựng và thiết lập mục tiêu và đạt mục tiêu tài chính và tự do tài chính đó, thì
trong những mục tiêu về công việc, về tài chính hiện tại, về mục tiêu gia đình, thì hiện nay mục tiêu về sức khỏe nữa tôi cũng đề cao. Bởi vì tôi đã nói trong những cái video trước, những cái buổi live stream trước, là tất cả những người thành công là những người hoàn toàn khỏe mạnh, những người có năng lượng cao, những người tràn đầy sức sống chẳng hạn. Ví dụ anh chị biết không, hiện nay một tuần là tôi nói chuyện trung bình 5 buổi, anh chị biết. Tôi đào tạo vào thứ bảy, tối thứ hai thì tôi làm gì ạ? Buổi tối thứ hai đó là tôi sẽ làm gì ạ? Tôi làm chương trình gọi là livestream thế này, livestream. Buổi thứ ba tôi đào tạo, thứ tư thì sao ạ? Coaching. Thứ năm thì cũng đào tạo, và thứ sáu thì có livestream đó. Hầu như một tuần là tôi chỉ nghỉ có mỗi tối thứ tư và chủ nhật thôi, còn lại là tôi làm liên tục điên cuồng như vậy, và làm việc là sao, liên tục với trạng thái năng lượng cao. Cho nên tất cả những người thành công và giàu có thực sự là những người có sức khỏe tốt, và quan trọng là năng lượng cao, và liên tục họ có thể làm việc liên tục được đó. Và cái mục tiêu á, mà phù hợp với giá trị sống của bạn, tôi nhấn mạnh lại, đó là mục tiêu do chính bạn chọn nha. Hãy nhớ điều này, cái mục tiêu mà do chính bạn chọn chứ không phải là mục tiêu do ai chọn. Nếu như mục tiêu do bạn chọn thì bạn mới đam mê, bạn làm nó hết mình và bạn thực sự đạt, muốn đạt nó. Còn nếu cái mục tiêu đó mà do ai chọn cho bạn thì bạn sẽ dễ từ bỏ nếu mà gặp khó khăn. Cho nên cái giá trị sống của bạn á, nó quyết định đến việc đặt mục tiêu nha. Đó, ví dụ bạn mục tiêu về, đặt mục tiêu về tài chính, thì giá trị sống của bạn là muốn lo gia đình này bình an khỏe chẳng hạn, hoặc là có nhiều điều kiện để cho con cái học tập, hoặc là gia đình du lịch. Thì khi anh chị có cái giá trị sống lớn về gia đình như vậy thì điều gì xảy ra? Tôi muốn nói các anh chị đó là khi mà anh chị có mục tiêu gia đình như vậy á, thì chúng ta sẽ làm gì? Đó là chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta làm thế nào để tài chính của chúng ta vững vàng hơn, thì gia đình chúng ta sẽ bớt chuyện hơn, nhiều chuyện xảy ra từ vấn đề tài chính mà ra. Đó, mục tiêu của chương trình của tôi đa số nói về vấn đề tài chính là nhiều, những vấn đề khác thì tôi không động tới, bởi vì sao ạ? Phạm trù nó rộng, cho nên tôi tập trung focus on về lĩnh vực về về tài chính thôi. Đó, và nhớ mục tiêu do mình chọn chứ không phải do ai chọn, nhớ nha. Nhưng mà khi mà anh chị mà đặt mục tiêu thì đâu chính là cái lo ngại của mình, đâu chính là cái lo ngại của mình, đâu chính là cái lo ngại của mình, thì chúng ta có ba cái mối lo ngại lớn nhất cuộc đời của mình là gì? Hãy trả lời là đâu là cái mối lo ngại lớn nhất cuộc đời của mình. Thứ nhất là anh chị bị người khác từ chối. Cái lo ngại của mình nữa là gì ạ? Là bất an, tức là cái đứa con của mình sau này mà sao ạ, cái gia đình nhỏ của bạn sau này ạ, là không có đủ tài chính để lo con cái cho nó tốt. Hoặc là cái điều lo ngại của bạn là sợ bị từ chối, sợ người ta gì ạ, coi không ra gì, xem thường, hay là sợ người ta từ chối. Thì đó là những cái lo ngại của bạn trên cái cuộc đời mà chinh phục mục tiêu của mình. Nhưng mà không lo, đừng lo lắng điều đó. Bởi vì sao? Ai, tất cả những cái người, bạn biết không, Jack Ma ngày xưa mà ông kêu 17 người tới để ông trình bày về ý tưởng về mở ra công ty Alibaba, thì trong đó có mười mấy người từ chối, chỉ có vài người bạn thôi là đồng ý thôi. Và sau đó những người bạn đó chính là những người tỷ phú cùng với ông ta. Đó. Cho nên bạn biết là trong quá trình bạn làm việc, bạn bắt đầu thiết lập mục tiêu, bạn đạt được á, thì trên được cái cuộc hành trình đó thì bạn sẽ gặp sự từ chối rất là nhiều. Và nhiều lúc chính gia đình của bạn không tin bạn đâu, cho đến khi bạn thành công. Cho nên tôi muốn báo với bạn là trong quá trình bạn làm việc, sự lo ngại hay là sự lo sợ của bạn luôn luôn có. Đó. Và tôi có một câu nói tặng cho bạn. Khi bạn đặt mục tiêu mà nó không làm cho bạn sợ hãi thì mục tiêu đó đang rất nhỏ. Tôi nhắc lại nha. Khi bạn đặt mục tiêu mà không làm cho bạn sợ hãi thì tôi cá là mục tiêu của bạn đang nhỏ lắm. Bởi vì không nhỏ với không lo sợ. Còn bất kỳ mục tiêu nào đưa ra mà lớn đều có nỗi lo cho bất an trong người hết. Nhưng mà quan tâm là gì ạ? Chúng ta vẫn phải đương đầu với nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái mục tiêu đó đủ lớn để chúng ta phải lo, được không ạ? Đó là cái điều tôi muốn báo anh chị. Thì tôi có ba công cụ sau đây. Vậy thì một số người hỏi tôi là thầy Thông, làm thế nào để chúng tôi có thể vượt qua được cái gì ạ? Cái nỗi lo ngại về việc sợ bị từ chối hay là sợ không làm được ABC này kia. Thì tôi có lấy hình dung một cái ví dụ, đó là lưỡi dao Occam. Cái lưỡi dao Occam anh chị thấy đây là lưỡi dao cạo râu, giống như dao cạo râu á, anh chị thấy. Vậy thì cách tốt nhất có một đó là
Anh chỉ thấy cách tại sao cái lưỡi dao này có thể cắt bén tất cả những cái loại râu hiện nay. Anh chỉ thấy đây là cái anh, nếu anh chỉ là nam, nếu các bạn là nam bạn đi cắt tóc thì những người thợ cắt tóc bây giờ người ta đều dùng cái lưỡi dao này, lưỡi dao Occam ha. Và cái cách mà nó cắt được các loại râu và nó cạo được cái loại râu hiện nay đó là bởi vì nó gì ạ? Nó đơn giản hóa cái cách mà nó đơn giản hóa cái vấn đề đó là cạo râu. Thì nếu như đơn và cách của nó là tiếp cận trực tiếp mục tiêu, tức là cái lưỡi dao này tiếp cận trực tiếp với cái râu của, và anh chị thấy nó cắt rất là bén và ngọt và cứ lướt như vậy, cứ chạm trực tiếp và lướt như vậy thì nó cắt hết toàn bộ cái râu trên con đường nó đi. Thì cũng vậy, để mà anh chị bước qua được cái trở ngại về cái lo sợ, về cái từ chối ABC này kia, thì cách tốt nhất đó là đơn giản hóa cái vấn đề đó và chúng ta sẽ tiếp cận trực tiếp cái mục tiêu. Người ta hay nói là gì ạ? Cách tốt nhất để vượt qua sợ hãi là đi qua nỗi sợ hãi. Câu nói này có vẻ hơi kỳ kỳ đúng không? Nhưng mà tôi nhắc lại, cách tốt nhất để mà gì ạ? Để mà mình đối diện và vượt qua sợ hãi đó là đi xuyên qua nỗi sợ hãi. Ví dụ bạn sợ độ cao thì bạn lên thẳng độ cao, bạn nhìn xuống và cứ làm vài lần như vậy. Có thể lần đầu bạn rất là lo sợ, lần hai rất là sợ, nhưng mà các lần 3, lần 4 và lần thứ N nó sẽ giảm bớt sợ và đến cuối cùng là không sợ nữa. Và một số người đi xe cũng vậy, đi xe mà say xe thì một số người người ta gì ạ, càng sợ càng bỏ thì càng say xe, nhưng mà sợ tiếp tục đi, cứ đi vài lần và sau đó đi được xe. Đó là cái điều mà tôi nói các anh chị, đó là cách chức, đó là cách gì ạ? Tiếp cận trực tiếp cái gì ạ, cái nỗi sợ hãi của mình. Cũng vậy ở trong mục tiêu, cách tốt nhất để đạt mục tiêu đó là tiếp cận trực tiếp cái mục tiêu đó, làm sao có thể trực tiếp đi vào mục tiêu đó thì chúng ta thành công. Đó là cách tiếp cận của theo cái hình thức gọi là lưỡi dao Occam cho anh chị nha.